Chứ hỏi hỏi đi biết tay tay rồi. Vậy sao set này lên không lấy? Cái set này với lại cái set giống như set cổ yếm mà mượn cục nơ cũng vậy á. Lên không mua đâu. Xong tới bữa sau cái vô hỏi. Chia sẻ lại cho mấy nhân, qua coi cho cái nhân chị em luôn. Cái hàng ngày hôm qua thì không vô coi, hôm nay cái vô hỏi mấy mẫu hôm qua rồi, nãy giờ bị mấy mẫu luôn. Thì mấy bà luôn rồi đó. Tào lao, hết sức tào lao luôn rồi. Nãy đưa cho Thư nè. Đó nhiêu cái đó hả? Cái đó 59 ngàn. Ủa? Cái đó 65 ngàn. Cái đó 65. Hôm nay á mà lên hàng mấy bà chế chê á là thiệt luôn á. Mấy bà mấy bà để tiền mấy bà đi du lịch đó là thôi. Để gì ta, để qua lễ bán luôn. Thiệt luôn, hàng này đẹp quá trời luôn nha mấy chị. Hàng này dễ thương quá trời luôn. Mà lên em lên cái mẫu trời ơi, quá trời xuất sắc luôn. Mà khách em chê, trời ơi, em xỉu với khách em luôn, thiệt sự luôn. Cái máy vừa nữa vô hỏi tôi. Máy vừa nữa vô hỏi tôi, Trang ơi, mẫu đó còn hàng không em? Trời ơi. Like không coi rồi vô hỏi, chán muốn xỉu. Vô lại giùm em đi nha mấy bà ơi. Trời ơi, em đầm này hơi bị xinh luôn á. Em đầm này là đúng thuộc dạng như là hàng hot girl chuẩn xịn sò luôn. Mấy cái em này mặc theo kiểu lả lơi, dễ thương xỉu luôn á chị ơi. Đi cà phê với bạn bè cuối tuần nè. Kẹp nách mấy em này lên là bá cháy luôn á mọi người. Kẹp nách mấy em này đi chơi là bá cháy luôn á. Rồi ok, vô lại giùm em đi mấy bà. Đến đồ ngủ phải không? Rồi em sẽ lên cho mấy bà chế công một mẫu đồ ngủ. Y chang ngày hôm qua luôn, vô hỏi bộ ngố xong cái không lấy luôn. Ê Trang ngày hôm qua luôn. Tôi vừa lên tôi lấy cái tương tác nó yếu xìu xìu xì rồi tôi hiểu rồi đó. Tôi hiểu vấn đề của tôi ngày hôm nay là bị sao rồi đó. Rồi đây mấy chế ơi, bộ ngủ nè. Bộ ngủ sexy nè bà nè, hỏi em nè. Bộ ngủ sexy em bán có 49 ngàn bộ mấy chị. Mua 2 bộ đi về mặc cho đã ha mấy bà ha. Đây bộ ngủ sexy hàng 2 giây mấy chị nè. Cân lắm. Đây nghe. Bán hoài luôn mấy chị ơi. Em này mà chị nào mua về là mặc là ghiền nè. Bộ ngủ sexy 2 giây, cái quần bên hông nó có phố ren giùm em luôn. Đây nè, quần bên hông có phố ren nha mọi người bình thường luôn nha. Màu xanh nha mấy chị. Màu xanh, màu hồng, màu cam, màu xanh đậm. Màu hồng da, nói chung là nhiều màu lắm. Để mở màu cho bà gái coi nha. Đen 59 ngàn cho cô em nè, ok nè. Đậm em đang mang có 59 ngàn mấy chị. Chứ khoảng 159 ngàn đâu. Trời ơi, nó rẻ muốn chết. Vừa bán vừa tặng với bà gái luôn á. Nhìn cái đầm này ai biết đi ra ngoài đường ai biết 59 nghìn, mấy chị hơi bị xinh luôn á mọi người, hơi bị dễ thương luôn. Mấy em này là họ đi cà phê cuối tuần là bả cháy bỏ chét với bà luôn á, cân muốn chết. Rồi lên cho em chưa, đây cho mấy chị nha. Xếp 2 giây nè, xếp 2 ngủ ngủ sexy với bà chế nè. Bộ này 49 ngàn, màu xanh giùm em nè. Rồi không em ơi, chổng lên form đâu, bộ sexy chổng lên form đâu nha. Tao lên form Facebook nó tưởng tao quá họ gì à. Lộ hàng lộ hang rồi báo cáo xấu tao rồi này kia nữa. Trời ơi, Sukana mất Facebook mất bay nữa, mệt lắm nha. Ok nè, Tuyết Mai lấy một cái đầm đang mang nè, chị Tuyết Mai phải không? Ok chế luôn. Trời ơi, tự nhiên không cái tiền bán được một bộ đồ là có mấy chục ngàn, nó mất chân bay chứ tao chết quá. Cái nào vừa phải thôi nha mấy bà nha. Đầm đang mặc có đen với đỏ không chị? Không em ơi, nó có bốn màu giùm chị thôi nè, màu đen, màu trắng với lại màu nu, mà giờ hết nu rồi, giờ còn trắng với đen, trắng đen hồng ba màu thôi. Còn trắng đen với hồng nha mọi người nha, hết nâu giùm em luôn. Trắng đen với hồng nè. Xếp ngủ mấy gì chốt màu giùm em mọi người, chốt màu giùm em, màu xanh, màu hồng nè.
em lên màu cho. Trời ơi, bộ ngủ này mặc dễ thương lắm. Màu cam giùm em 49 ngàn bộ nha. Màu cam nè, màu xanh rêu giùm em ha. Màu xanh rêu nè, màu xanh bơ nha mọi người. Trời ơi, thích ngủ quá trời màu luôn. Màu xanh mơ bơ, màu xanh đen giùm em luôn. Thiệt, bà nào chồng bỏ chồng chê mua bộ này cái để chồng mê tới già. Vải đẹp xỉu, xịn sò luôn nha. Đầm em toàn ba màu chị Phương Tùng ơi. Cái đầm này em bữa khách em hỏi quá trời, nó có hàng đâu mọi người. Mà đợt này em về màu đẹp luôn. Em về màu trắng, màu hồng, màu đen. Em toàn có ba màu thôi, màu xanh không. Đợt này không về màu xanh cho mấy chế đâu. Đợt này về màu hot không luôn á. Rồi, một vàng bò đang mặc với một cái hồng của chị Tuyết Mai nè. Ok chế luôn. Đầm đen em chốt cho chị Lương, chị Lượng Nguyễn nè. Chị Lượng Nguyễn, cái đầm đen em ok nè. Rồi lên màu kèm sơn thỏi giùm em ha mọi người ha. Đây đầm em còn được 3 màu thôi nha mấy chị ơi. Đầm em còn được 3 màu thôi, màu em đang mặc hết rồi. Còn màu đen, màu hồng với lại màu trắng thôi nha. Hết còn nâu rồi mấy chị. Rồi bộ ngủ ha, bộ ngủ có 49 ngàn bộ mấy chị ơi. 49 ngàn giùm em thôi. Nó rẻ bèo cho mấy chị luôn, mấy chị cứ yên tâm. Trời ơi em bao rẻ luôn. Đúng rồi, cái này là hàng lụa giùm chị. Cái này là hàng lụa nha. Cái nào bóng nó bóng, cái nào lụa nó lụa. Cái này là hàng bóng giùm chị. Rồi hồng trắng nhé, đầm ok. Phụng liễu thu liễu lấy đồ ngủ hồng xanh. Xanh nè, hồng nè, phụng liễu thu liễu nè. Em ok nè. Hai bộ hai màu nè. Rồi hồng với trắng nhé nè. Đầm cho chị Phương Tùng nè. Hồng nè, trắng với chị Phương Tùng hai màu nè. Em này rất xuất sắc luôn nha mấy chị. Đầm này của em là em bao hàng luôn á. Em bao hàng cho mấy chị bận luôn á. Dễ thương lắm luôn. Chị Ngô Tuyền nó xếp ngủ hồng với xanh. Hồng nè. Hồng là chị lấy xanh gì vậy ta? Lấy xanh gì vậy ta? Xanh này hả chị? Xanh nè. Xanh nè, bơ nè. Xanh đen nè chị. Chị lấy xanh nào vậy? Xanh bơ, xanh đen nè chị ơi. Mấy chị comment vậy em biết được em chốt luôn á. Rồi xanh lạ nè mọi người. Xanh lạ nha. Cam sữa nè. Kem nè. Hồng hồng đậm nha. Hồng đậm comment đúng cho em nha. Em để biết được em chùa hàng. Rồi hồng đỏ đất nè mấy chị. Đỏ đất nè, đen giùm em nha mọi người. Comment đúng cú pháp giùm em luôn. Tím. Tím nha mấy chị. Rồi chốt màu kèm số em luôn. Mấy cái bộ này cho nó nhiều màu lắm. Chị Ngô Tuyền có một bộ hồng thôi. Chị lấy xanh gì comment lại giùm em luôn. Đây gái ơi, My Trần xếp bộ loan sau lưng giùm chị là giá 109 ngàn nha. 109 là có hai màu, màu hồng với lại màu xanh. Cho một cục sạc lên đây. Màu hồng màu xanh giùm chị nha. Phương Tuyền thấy, Phương Tùng thấy thông tin nè. Bé Nhi lấy cái đầm đen nè. Bé Nhi cái đầm đen nè, mà cái like chút bị su cà na thiệt sự luôn á. Lên không ai lấy gì luôn á trời. Ngô Tuyền lấy hồng gì chốt em lại cái màu nha chị. Ok, chị Tuyết Mai này lấy bộ ngủ sexy màu hồng nè. Ngủ sexy màu hồng. Màu hồng, màu hồng. Em hết hồng rồi Tuyết Mai ơi, chị đổi màu giùm em đi chị. Hết màu rồi, em còn xanh biển nha. Rồi màu tím, màu xanh min, màu đen, màu da. Cái này màu đỏ mấy chị ơi, màu da nè, màu cam nè. Rồi hồng đậm nha mọi người, còn hồng đậm nha. Xanh lạ, xanh đen, xanh lá nè, xanh bơ. Mấy chị chốt lại màu giùm em với nha mấy chị. Chốt lại màu giùm em với nha. Nguyễn Bảo Trang em hết tầm đen rồi chế chứ. Bây giờ em còn hồng với trắng nha chế. Nha, còn hồng với trắng giùm em luôn nha. Xét ngủ xanh rêu cho Suka nè. Xanh rêu cho Suka nè. Ráng mua đơn trên hai sản phẩm giùm em nha mọi người nha. Xanh chị đang cầm á chị nè, Ngô Tuyền nè. Xanh chị đang cầm nè. Rồi đỏ đất cho Nguyễn Thị Kim nè. Nguyễn Thị Kim nè. Ngô Tuyền em chốt cho chị xanh chị đậm rồi đó. Đầm đang mang còn có hai màu 59 ngàn à. Còn dè, còn đỏ. Còn hồng với trắng hai màu. Đầm đen em hết rồi. Xanh bơ cho mi mũi mũi nè. Xanh bơ cho mi mũi mũi nè. Dạ có xếp quần dài chị ơi. Đầm đen em hết nha. Ngủ tím cho cô bé nè. Ngủ tím cho cô bé nè. Ngủ xanh đen cho cô bé. Cô bé còn tiền chưa? Cô bé còn tiền chị chưa cô bé ơi? Hàng em nhiều lắm rồi đó. Em nhận được đơn cũ cho chị chưa vậy? Phương Tùng thấy thông tin nè. Xếp ngủ xanh biển, hết xanh biển rồi. Hết xanh biển nè mọi người, em lên màu lại nè. Đen nè mọi người ơi. Đen nè, da nè, cam nè. Hồng đậm nè. Xanh lạ nè mấy chị. Xanh lạ nè, xanh lá nó xanh min nó mới chết, xanh min nè. Rồi ok, còn như đó màu thôi. Rồi em mở màu cho bà gái coi nè. Em nhận đơn rồi, cô bé nhận đơn rồi. Ok cô bé nha, vậy thôi em lựa thêm giùm chị. Rồi màu đen nè mấy chị nè, em bung màu ra là hết, thấy là nhích liền đi mấy bà ơi, đừng chần chừ, đừng suy nghĩ nha. Rồi đây mấy chị, nè màu đen nè ha, xuất sắc luôn. Rồi màu đen nè, màu cam, à cái này là cam ren đen có một bộ mấy chị ơi, trời ơi cái bộ này bao sexy luôn nè. Cam ren đen có một bộ mấy chị. Cam ren đen nha mọi người nha, có một bộ một luôn á, trời ơi xuất sắc ghê vậy.
cam đen đen có một bộ một thôi nha mọi người ơi. Rồi màu kem cho em luôn nè. Trời em này dễ thương lắm mấy chị ơi. Màu này cực kỳ đẹp luôn, có 49.000 bộ mấy chị ơi. 49.000. Cam cho chị Ngô Tuyền nè. Ngô Tuyền lấy cam đen đen phải không? Nè có bộ một thôi nè, 49.000 nè. Rồi ngũ hồng đậm cho chị Lượng Nguyễn nè. Lượng Nguyễn lấy ngũ hồng đậm nè. Chị Dương Quyền em còn cam chị ơi, em còn cam thôi nha chị, em hết cam đen đen rồi nha. Dương Quyền nha. Dương Quyền, Dương Quyền này nè, ok chị đẹp nè. Trời ơi màu xanh lạ xuất sắc luôn mấy chị không lấy mấy chị. Màu xanh lạ xuất sắc luôn không ai lấy cho em giờ. Đây nè. Em còn xanh lạ nha mọi người nha. Trời ơi nhìn sang chưa, như hàng 200-300 ngàn luôn á. Ngủ đen em chúc chị Ngân Huỳnh nè. Ngủ đen chúc chị Ngân Huỳnh nè. Trời ơi má cái la chút bị phong long thiệt luôn, hên tắt đi sớm chúng thôi để lại chắc hùng luôn quá. Em lên cái la hồi nãy em đứng em like nửa tiếng hột không ai lấy cái gì hết các bà ơi. Thiệt luôn á, tôi xỉu ghê luôn á. Bi Dung ơi hết đen em ơi. Rồi. Cam đen đen em hết rồi chị. Đen vani hết, vani ơi, hết đen đen rồi em ơi. Bây giờ em còn màu đó mấy chị nè, xanh min nha, xanh min nè, xanh lạ nè. Chị Ngân Huỳnh thêm của xanh lạ là hai bộ nè. Rồi bây giờ em còn cam thôi mấy chị ơi, còn cam thôi nha mọi người nha, hết đen rồi em yêu. Còn cam, cam thường nè mấy chị, cam thường nè. Rồi cái này là gì ta, xanh cam thường xanh với lại kem hết rồi, còn ba bộ ba màu cam thường kem xanh nha. Dạ rồi ok chị em bỏ lại chị không sao nha, chị Dương Quyên ơi không lấy bỏ lại chị ơi. Rồi em còn cái hồng ren đen mấy chị ơi nè, có cái hồng ren đen dễ thương ghê không. Còn cái hồng ren đen nha. Rồi chị Tuyết Mai lấy xanh lạ hết rồi chị Tuyết Mai ơi. Tuyết Mai lấy hồng gì? Không, hết hết hồng rồi. Hết hồng rồi. Mà em báo hết rồi mà, bây giờ còn hồng ren đen thôi. Bây giờ em còn hồng ren đen cả nhà, ai lấy hồng ren đen chút hồng ren đen giùm em luôn. Xanh min em chốt cho chị Ngọc Quỳnh. Hồng cho chị Dương Quyên, hồng ren đen nè. Rồi xanh min chốt chị Ngọc Quỳnh nè. Ngọc Quỳnh nè. Ngọc Quỳnh lên thông tin giùm em luôn. Rồi còn cam sữa với nu. Còn cam sữa với nu là em hết. Còn đúng hai màu cam sữa nu em hết đó chị ơi. Cam sữa nu giùm em. Em hết rồi chị Tuyết Mai em hết rồi. Đầm em đang mang em lên màu khác đó chị. Em lên màu trắng nha. Em còn trắng với hồng đó chị. Ừ. Rồi Dương Quyên lấy kem nè. Dương Quyên lấy kem nè. Lộn Mi Dương Dương lấy kem chứ lộn. Mi Dương Dương lấy kem còn cái cam đó chị ơi. Còn cái cam thì em luôn hết hàng. Rồi em còn trắng còn hồng đó chị. Còn đúng hai màu thôi. Trời ơi cái đầm này giặt đúng vậy. Chị Hương Trương ơi, em còn màu cam nha chị. Chị Hương Trương lấy màu cam, chị Hương Trương màu cam dễ thương kìa. Màu cam xinh lắm. Màu cam với màu kem nó chênh nhau có một tông hai tông mà. Xinh lắm nha mọi người ơi. Rồi. Nè Dương Quyên comment cái gì nè, chung đơn với ai, dồn đơn với ai nè. Trời ơi, em nói thiệt sự cái đầm này đang mang nó xỉu luôn á mấy chị ơi. Cân dữ lắm, cân luôn. Trời em nói thiệt mặt lên là như hot girl luôn á. Sang xỉu. Mấy chị tin em đi, em nói thiệt luôn, hot quá trời hot luôn á. Rồi đầm này em còn hai màu nha mọi người nha. Rồi màu hồng với lại màu trắng giùm em luôn là em hot nha. Sắc quá trời luôn á mọi người. Ai? Trời ơi, thấy em. Thấy em không chị, em giống bị bận comment. Bích Nguyệt không thấy comment em ơi, không thấy comment của em luôn á. Rồi đầm này em còn hai màu, màu hồng với lại màu trắng luôn, còn ba cái hot hàng luôn nha. Đầm hồng của chị Hà Trúc Lệ nè. Hồng cho Hà Trúc Lệ nè, rồi còn trắng, hai cái trắng cuối cùng, trắng không hề bị mỏng nha mọi người. Trắng không hề bị mỏng luôn, tại bên trong em có lót cho chị một cái lớp rồi. Một cái lớp von bên trong nữa, nên mấy bà gái khỏi lo nha. Bên trong là có lót lớp von cho mọi người rồi nha mọi người, mấy mọi người khỏi lo giùm em ha. Rồi còn hai cái trắng cuối cùng luôn. Rồi cái này em còn một cái duy nhất mấy chị ơi, màu cam sữa hết hàng. Trời ơi quá đẹp, quá xịn sò luôn. Cam sữa giùm em. Set ngủ phi bóng có luôn nè em ơi. Trời ơi tao nói rồi. Nhà chị cái gì cũng có hết á, ngoài tiền là chị không có thôi chứ gì chị cũng có hết nha. Xét ngủ phi bóng phối ren beo. Lên một mẫu ngủ nữa nha mấy bà nha. Rồi mấy bà đừng ngủ luôn giùm tôi nha mấy bà. Hôm nay chơi hôm nay bán đồ ngủ không luôn á, trời xỉu thiệt. Hôm nay bà mua đồ ngủ không à, chết chuyến này mấy bà đi vô đi lễ gì kỳ vậy ta, chơi lễ gì kỳ vậy ta. Chơi lễ sao mua đồ ngủ không vậy ta. Chết rồi. Đầm em đang mặc 59.000 chị Thanh Tuyền, 59.000 một đầm em đang mang thôi. Trời ơi em nói thiệt sự với mấy chị em của mình luôn á, nó đẹp xỉu cho em luôn mọi người ơi, hàng phi lụa luôn. Trời ơi cái bộ này em bán 49.000 mấy chị, em bán 49.000 luôn. Mấy chị thôi sang chưa, sang chưa mấy chị, 49.000. Trời ơi mấy chị ơi, mút ngực đầy đủ cho mấy bà luôn. Mút ngực đầy đủ, xỉu ngang xỉu dọc giùm em chưa. Ok chị Su Su một đầm em đang mang nè, Su Su nè. Đầm em đang mang cho Su Su nè. Rồi lên tiếp cho em luôn. Quá trời dễ thương luôn mấy chị ơi, quá trời dễ thương, quá trời xinh đẹp luôn. Ở nhà cho an toàn hả? Màu đỏ. 5 cho Hạnh Lê 2.
3 4 5 cho Hạnh Lê nè. Hạnh Lê 5 nè. Ok nè. Màu đỏ, màu xám, màu đen, màu tím, màu vàng. Rồi. Có ngủ không? Không chị, bữa nay không có giờ ngủ con sexy nè. Đầm chị đang mang 59.000 Lê Thị Kim Phụng còn đúng cái duy nhất luôn. Con quỷ gì Nguyễn Thị Kim Phụng nó bơm hàng nó im ru luôn rồi kìa, mất dạy. Tôi nói với bà chứ. Đầm đang mặc chị Thanh Tuyền còn đúng một cái luôn. Sao? Thôi tàu lao, nhỏ tàu lao biến đi. Rồi màu vàng nè. Biến luôn đi. Mẹ mày có tiền tao đéo bán mà tao thề luôn á. Mai mốt hả vô thấy số điện thoại của Nguyễn Đạt Đạt ở Bình Dương là khỏi bán luôn, xả hết hàng ra luôn, khỏi bán nhức đầu. Nhiều khi hả, thích thì nhỏ, thích không nhận mà. Toàn bị dậy không à. Đậm đang mặt toàn cái nè, chốt cho chị Thanh Tơ. Su su lên thông tin giùm em su su ơi. Rồi xanh cô ba đó chị ơi. Xanh cô ba giùm em ha. Hồng nè mọi người. Hồng nha. Rêu nè, trời quá trời luôn, mới thiệt luôn, bảy sắc cầu vồng á chị. Bộ ngủ này bảy sắc cầu vồng luôn mấy bà. Trời ơi. Xanh dây chai nè, mấy chế đẹp nè, xanh này dễ thương lắm luôn. Rồi màu vàng luôn. Trời ơi, xuất sắc chưa mấy bà trẻ ơi. Trời ơi, bắt tôi lên bộ ngủ, tôi lên thêm cái bộ ngủ đó nè. Không mua cho tôi đi nghe mấy bà. Trời ơi, tôi lên cái này chắc chắc lát hồi nó chặn tôi luôn quá. Các em xem lại ngủ. Ai này em gái ơi. Tức quá à, không lẽ mặc lên form chứ trời, mặc lên form cho bán đắt nè. Mặc lên form cho bán đắt nè. Rồi, tôi lên chuyến này với bà, mấy bà đừng có bà tập trung chuyên môn nha, tôi lên nhanh nha mấy bà ơi. Trời ơi, tôi lên hàng thiết kế mẹ không mua, xỉu. Chốt lại giùm em liền. Bích Nguyệt lấy được bộ ngủ đỏ hồng hai bộ. Hồng nè, đỏ nè, ok luôn nè. Đó, hồng đỏ hai màu luôn. Trời ơi, em này mê ly luôn nha mấy bà chế nha, không mua tiếp chứ bà. Đợt này em về hàng sexy. Không, 49.000 luôn. 49.000 bộ luôn mấy chứ ơi. Mua thì mua, không mua cũng phải mua thôi. Chứ giờ sao giờ. Rồi đây, chốt cho mấy em liền nha. Bán bộ này xong lát hồ nó ra phi mất chân bay luôn, hiểu luôn. Nguyễn Phúc lấy ngủ rêu vàng. Nguyễn Phúc lấy hai bộ ngủ rêu ngủ vàng. Em lên màu lại nha mấy bà, em lên nhanh nha. Lên nhanh ra cởi đồ liền, có mất công mấy bà ơi. Mất công mấy bà, mấy bọt cái mấy hai thằng biến thái nó nhảy vô nữa. Xanh coban, tím, rêu cho ngu. Cho Ngô Tuyền nè, rêu cho Ngô Tuyền nè, lẻ lẻ mấy chị ơi, chúng thôi mấy thằng biến thái nó vô nó comment sàm sàm điên điên nữa mấy chị ơi. Ngô Tuyền nè, đổi em cái màu rêu qua. Màu rêu qua. Ok, vậy là hết màu rêu nha. Tím nha mọi người nha, xanh nè. Xám, xanh dây chai, màu xanh thì dễ thương lắm. Xanh dây chai thì dễ thương cực kỳ luôn, có một cái một thôi nha mấy chị nha. Rồi, màu vàng giùm em. Màu vàng nè, màu đen nè. Màu hồng nhạt nè mấy chị, màu hồng nhạt nha. Rồi như này màu giùm em liền mấy chị ơi. Như này màu giùm em thôi mấy chị. Giá bao rẻ với mấy bà chế luôn. Có 49.000 một bộ giùm em thôi nha mọi người nha. 49.000 giùm em thôi. Rồi ok. Ai lấy chốt cho em liền bộ ngủ. Bộ ngủ sexy màu kèm sơn thỏi giùm em. Bộ sexy màu kèm sơn thỏi giùm em liền ha mọi người. Rất là đẹp luôn. Xanh rêu cho Bích Nguyệt có rồi hả? Xanh ve chai dồn đơn cho Bích Nguyệt nè. Xanh ve chai nè, dồn đơn Bích Nguyệt nè, ok nè. Rồi lên màu giùm em luôn. Xanh ve chai em hết nha. Thanh Tuyền em hết xanh ve chai. Ngủ cho Hương Trương vàng nè. Hương Trương vàng nè, ok tình yêu luôn. Rồi ai lấy màu nào nó chốt lẻ giùm em. Rồi em qua mẫu liền nha mọi người nha. Tại vì cái mẫu này á họ bận lên lát hồi nữa mất công lắm. Bị rì bọt mệt lắm. Lên màu lại nè mấy chị, đỏ đang mang còn bộ nha. Rồi bộ màu giùm em đó chị, màu tím nè. Xám nha, xanh nè, đen nè, hồng. Rồi ok, đỏ vàng hai bộ chị Thu Hà nè. Thu Hà đỏ nè, vàng nè. Có một đỏ nha em ơi, hết vàng rồi em ơi. Hết vàng rồi, xanh dây chai hết nha. Thu Hà ơi, lên một màu khác cho chị đi Thu Hà. Thì hết màu vàng rồi. Rồi lên xếp bộ mấy chị ơi. Rồi, áo lẻ có em, đợi chút xíu chị lên cho. Hôm nay chị giờ xếp nhiều. Đỏ em hết rồi nha, tím với chị Thanh Tuyền. Tím chị Thanh Tuyền, bé đen rồi chị hết đỏ rồi em ơi, đổi màu giùm chị bé đen ơi. Đổi màu giùm chị bé đen. Trời ơi má ơi.
mấy chị ơi, mấy chị em nói nghe nè mấy chị. Em lên một cái siêu phẩm mơ mấy chị ơi, nó rẻ muốn chết luôn mà mấy chị đừng có xỉu nha mọi người. Ngọc Quỳnh trong đó Mít Nguyệt nè. Hồng chị Thu Hà nè. Hồng chị Thu Hà nè. Tím nè. Rồi bộ này em còn có 5 bộ cuối cùng em hết nha. Một đen, hai xám. Một đen, hai xám, một xanh và một tím là hết hàng luôn. Siêu phẩm. Em thề với mấy chị luôn, vải cực đẹp luôn. 60kg bao bận. Trời ơi, mấy chị ơi, nó đẹp xỉu cho em nha mọi người nha. Cái giá chấn động. Chấn động cái giá em này giùm em luôn. 69.000 một bộ em đang mang. Bà nội mẹ ơi, 69.000 nha mọi người nha. Trời ơi trời. Em nói cái bộ này là chấn động mấy chị ơi, chấn động luôn. Cái vải em mới thật sự luôn, đỉnh cao luôn. Em thề với bà luôn là sao được vải đẹp như vậy luôn á. Lên màu mấy chị. Sang quá trời. Em Baby Doll thần thánh luôn. Thần thánh thật sự là. Cái này phải gọi là thần thánh luôn á mấy chị. Ngủ đen. Ngủ đen hết rồi sao ta. Ngủ đen một bộ cho chị Kim Xuân nè. Ngủ đen bộ chị Kim Xuân nè. Em lên màu, em đang mặc là màu cam. Chỉ có 69.000 một bộ thôi mọi người ơi. 69.000 giùm em nha mọi người nha. Mấy chị nhìn cái form mấy chị xỉu liền mấy chế. Màu cam. Màu kem. Cam kem. Vàng. Đen. Cam kem vàng đen giùm em nha mọi người ơi. Màu xám. Trời ơi. Màu xanh. Màu đỏ. Màu xanh biển giùm em luôn. Em nói thiệt luôn, cái bộ này siêu siêu đẹp luôn mọi người. Trời ơi, cái vải. Cái vải nó đi trang hàng vải đuổi với nè mọi người nha. Cái vải nó đi trang hàng vải đuổi đó mấy chị ơi. Trời ơi, mà nó xuất sắc cực kỳ mẹ luôn. Ồ, ai hả? Như Diễn Thảo hả? Như Diễn Thảo hả? Đây đây mấy chị. Trời ơi. Có cái lưng quần nè. 60kg bao mặt giùm em luôn. Set Baby Doll nha mọi người nha. Set này set thần thánh luôn đó ơi. Đẹp quá luôn á trời. Em có bộ ngủ đen không? Kim Xuân có ngủ đen rồi. Kim Xuân có ngủ đen cho em rồi nha Kim Xuân ơi. Rồi lên màu lại giùm em. Trời ơi. Quá đẹp luôn. Trời ơi, lên giác ngủ giống nội rồi. Màu cam chị Trúc Ngọc. Màu cam chị Trúc Ngọc. Tao cầu tao còn không được nữa. Tụi nó đi con Ngọc Anh này nó hôm qua. Ca ca lên ngủ giống nội rồi. Giờ này là giờ nó ngủ mà. Ông nội lên. Rồi màu này màu nu hồng giùm em mọi người nha, màu nu hồng. Em nói thiệt luôn, bộ này 69.000 mấy chế ơi. Mấy chế mua hai bộ vậy mấy chế mang đi, nó đẹp lắm mấy chế. Trời ơi, cam 69 cho chị Thiên Bảo. Cam 69 cho chị Thiên Bảo nè, màu quá dễ thương luôn. Dài miên man giùm em nha, dài miên man với bà gái luôn, có 69.000 thôi. Cân chưa? Màu đen giùm em nè mấy chế. Trời ơi trời. Quá trời luôn, xếp sơ mi da rắn không em? Dạ không chị ơi. Chị Nguyễn Thu em có bán xếp sơ mi da rắn đâu chị. Màu đen chị Phạm Thảo chốt nè. Phạm Thảo nè, ok nè. Trời ơi, đẹp quá đi á trời, màu đỏ mấy chị ơi. Màu nào cũng sang, màu nào cũng đẹp luôn á mấy bà chế ơi. Có 69.000 một bộ giùm em thôi nha. Rồi màu đen chị Phạm Thảo chốt rồi nè, màu đỏ giùm em luôn. Trời ơi, đẹp quá vậy trời. Rồi em nói thiệt cái bộ này là chấn động mà mấy bà ơi nè. Bà chế nó đang bầu bì mà nhỏ nhỏ, mặt em này dễ thương luôn nè. Đơn giản nhẹ nhàng luôn mà cái ôm Baby Doll này nha mấy chị nha, mặc quà mặc quỷ giùm em luôn á. Mà đợt này em về cái form này mấy chị coi nè. Cái dáng nè. Quá trời xuất sắc luôn. Quá trời xuất sắc giùm em luôn á nè. Chốt màu giùm em nha, đỏ nè, đen nè, xanh nè, cam em đang mang còn một bộ nha. Xám mấy chị ơi. Xám nè, vàng giùm em nè, trời ơi vàng đẹp quá. Ôi em tức quá trời luôn á, trời ơi đẹp quá mấy chị ơi, thiệt luôn á. Cái đợt lô vải này nó đẹp xỉu quá chị. Cái lô vải nó đẹp dữ dằn đẹp luôn. Trời ơi em nói thật sự là em không tin được cái giá vậy luôn nha mấy bà nha. Quá xuất sắc luôn trời ơi trời. Ok nha bà ơi, ok nha bà Thiên Bảo ơi. Đây mấy chị ơi, màu vàng giùm em nè. Trời ơi trời. Quá đẹp luôn á trời. Đó. Hôm bữa tao mua này cho Kaka đó, Kaka đúng khoái luôn. Màu vàng nè. Có 25.000 à nha, mà chơi hoài luôn, không có cần pin luôn, không cần pin luôn. Ừ. Nè. Trời ơi, cái bộ Baby Doll mấy chị.
Không tin luôn á mấy bà ơi. Mấy bà muốn em lên màu khác, em lên màu khác cho bà gái coi nè. 69.000 nha mấy chị yêu. Quá trời xuất sắc giùm em luôn nha. Rồi lên màu kèm số điện thoại giùm em. Lên màu kèm số điện thoại giùm em nha mọi người. Rồi xuống rồi kìa. Nè, đây là cho con Phú Hòa. Trời ơi trời, cái màu em lên màu một lần nữa chứ bà nha, đẹp lắm mấy bà ơi, đẹp thật sự luôn mấy chị. Cái vải ghiền ơi là ghiền. Cái vải ghiền ơi là ghiền luôn nè. Màu giùm em đi, màu vàng nha. Ôi, đẹp quá trời luôn á trời. Ủa cái vải nó đã. Màu vàng nè, màu xanh nè, màu hồng kem nè, màu đen nè mấy chế. Màu đen nè ha, màu đỏ giùm em luôn. Đó, ai lấy màu nào mình chốt màu đỏ kèm số điện thoại giùm em nha. Đen với lại xanh min nữa. Đen với lại xanh min cho em nữa nha mọi người nha. Ai lấy màu nào chốt em màu đỏ luôn. Trời ơi cái này nó đẹp xỉu. Quá xuất sắc luôn. Rồi ai lấy set màu nào mình chốt em màu đỏ giùm em luôn ha. Trời ơi cái set nè mấy bà chế ơi, quá trời quá đất luôn á. Đây nè, đầm body nha mọi người ơi. Nè đầm body em còn mẫu này mấy chị. Đầm body form cổ vuông giùm em nha. Đây là lên có màu xanh đi cho nó dễ ha. Đây đầm body form cổ vuông giùm em nha mấy bà. Cái mẫu này em vừa bán vừa tặng với bà chế luôn nè. 69.000 một em đầm thôi. Rồi quần 55.000 còn không trang dạ còn. Chị Quyên luôn còn cái hai cái vậy chứ ơi. Còn một hai cái gì á. Rồi em lai cái mẫu này sao em lên cho bà chế một cái mẫu áo khoác nha. Lon này về màu đẹp lắm. Cái đầm body này nhà em là 58 cái trở lại mặt đẹp nè ha. 58 tuần về mặt đẹp luôn. Còn cái em đang mặc đó mấy chị là form này là em bao luôn. Bao nhiêu cân mặc cũng vừa hết trơn á. Trời ơi mấy cái em này là mấy cái em mà đơn giản mà dễ mang muốn chết luôn. Rồi em lên màu nha. 69.000 giùm em body nha mọi người nha. Em có body xanh nè. Body hồng. Body cam với lại body đen. Ok chị Quyên Lưu lấy hai cái quần 55.000 nè. Cái quần 55.000 quá đẹp đúng không chị Quyên Lưu ơi. Để em coi còn mấy cái nha. Lát hồi em quăng thêm cả nữa cho. Đợi thiếu đi. Rồi đầm body giùm em nha mọi người. Mấy cái em là dễ mang lắm luôn. Body trên gối form cổ vuông nha mọi người. Ai lấy trước em nè. Rồi em lên áo khoác đó chế. Trời ơi bộ màu, đồ bộ màu cam với lại màu đỏ nè cho chị Thúy Thủy Tiên Phạm nè. Trời ơi, bộ đang mặc đẹp quá trời quá đất luôn mấy chị ơi. Thiệt mấy chị không mua mấy chị tiếc mấy chị. Vải quá thì đã luôn á. Vải quá thì đã luôn á người ơi á. Rồi ok chị Thủy Tiên Võ nè lấy Thủy Tiên Phạm lấy cam với vàng nè. Quần 55 hết thì chị bóng đêm ơi. Em hết quần 55 nghìn rồi nha chị nha. Hôm nay có áo kiểu không chị? Dạ có chứ. Để em xíu đi cho em lên cái áo khoác này cái đã nè. Cái gì vậy? Cam vàng. Cuối cùng lấy cam với vàng hả? Mà lấy cam với đỏ hả? Ok nè, màu vàng nè. Màu cam nè, màu cam đang bận nè. Ok la luôn. Bóng đêm em lên xin thoại giùm em đi chơi. Lát hồi em ra coi còn không, em lấy cho. Ê nó nghe mấy bà, đợt này tôi về cái áo khoác nữa là nhìn mấy bà ghiền luôn. Mấy bà nhìn cục hàng nè. Vẫn một giá duy nhất 69.000 giùm em luôn mấy chị ơi. Vẫn một giá duy nhất là 69.000 giùm em nha mọi người nha. Mày mới thiệt luôn, đợt này cái lô hàng về nó đều màu mấy chị. Nó đều màu kinh khủng luôn. Đây nha, đây nha, đây nha. Trời ơi, đầm để em xíu nha mấy chị ơi. Dập ly là 105.000 mấy chị. Lát hồi để em xíu em lên form cho xem. Trời ơi mấy chị ơi nè. Hàng theo Versace nha mọi người nha. Đằng sau lưng em không có theo. Lộn đằng sau lưng, em chỉ theo đằng sau lưng thôi nha mọi người. Đằng trước em không có theo nha. Rồi body xanh chốt có chinh chinh là 69.000. Cái body đấy đang sale đó bà chế. Ủa em bán cái body đó 89.000 đó mọi người ơi. Em sale cái body cho mọi người á. Cái áo khoác này rất là sang luôn. Hả ơi có ông khác về nha. Ri nào là như ri đỏ luôn á. Ri nào là như đỏ luôn á. Ok nha chị ơi. Ri áo khoác cái hạnh lê nè. Nè tao nói nè bay ơi mày nhìn nè. Hai đen nè, hai sạp. Nói chung là rất là ok cho mọi người luôn nè. Mọi người cứ yên tâm nha. Ri áo khoác nè cho hạnh lê nè, ok nè. Rồi em lên màu nha mọi người nha. Nhìn cái áo khoác nhà em đi mấy bà ơi. 69.000 mấy bà thiệt sự luôn. Đợt này cái vải nó dày cua như vậy nha mấy chị. Cái vải nó dày cua luôn, mặt đã dữ lắm đã luôn. Em lên màu cho mọi người ha. Xanh đen giùm em. Trời ơi em có thiệt vải 1kg nha mọi người. Đẹp lắm luôn, 69.000. 69.000 cái áo khoác giùm em nha. Lô này em về với bà chế nhiều luôn. Tại vì vải đẹp quá trời luôn, lâu lâu mới có mà. Lâu lâu mới có mấy chị.
Phế Mai Thị Thu lấy một cái áo khoác đang mặc nè, màu vàng nè. Rồi chị Đặng Bốn lấy body gì vậy chị ơi, comment lên giùm em nha chị, body kèm màu giúp em. Rồi màu sáng muối tiêu luôn, trời ơi cái em này là bao bao xuất sắc luôn á chị ơi nè. Cái vò sáp đẹp quá trời luôn á. Chị Đặng Bốn lấy body màu gì vậy chị ơi, chốt màu kèm số giùm em nha. Body mà chứ không lên màu em đâu biết chứ lấy cái body màu gì đâu chế. Rồi màu tím cho em luôn nha mọi người nha, màu tím nè. Màu đen nè mấy chị ơi, với lại màu đỏ giùm em nha, đỏ vàng, xanh đen, xám. Đợt này em về nó thiệt màu đều kinh khủng luôn mọi người, màu đều kinh khủng khiếp luôn á. Màu nào cũng xuất sắc hết trơn á mấy bà ơi, màu màu đỏ giùm em nè. Đẹp quá à, thiệt luôn á. Huế Mai Thị Thu như có đơn thì mình mà đúng không? Cái này em dồn đơn cho chị nha chị Huế Mai Thị Thu ơi. Màu đỏ giùm em mấy chị ơi. Trời ơi trời, nó đẹp vậy á, sợ đẹp luôn á trời ơi. Bé Nhi lấy cái áo khoác vàng ok cho bé Nhi nè. Nói thiệt luôn là cái lô này về cái áo khoác này rất là xịn luôn mấy chị ơi, thiệt. Mấy chế không lấy mấy chế tiếc nhưng mà là chế nha. Đợt này lô áo khoác này về xuất sắc luôn á. Em nói thiệt luôn. Bé Nhi nè. Áo khoác tím đỏ hai màu cho Kim Kim Thoa nè. Tím đỏ nè. Xong để sáng mai qua trời. Thiệt luôn á, tao không biết luôn á. Để sáng mai đi qua là đỏ rồi. Nhưng mà qua thử đồ để sáng mai qua chứ mày đợi ngồi giờ này sao lại ngồi nhà coi live stream đi. Làm tao bị đứng tao like, tao đang like rồi sao tao quay qua tao cho mày thử đồ được. Ok. Em ủa coi em có đỏ chưa? Coi em có khoác đỏ nè. Ráng mua đơn trên 75 nghìn giùm em, mua có một cái áo khoác không có đi đơn được mấy chị, mua một cái áo khoác không có đi đơn được nha. Tại áo khoác bán không có lời nhiều. Phải mua cho em thêm một cái hàng xe hoặc là một cái gì đó, miễn sao đơn trên 75 ngàn giùm em nha. Ba áo khoác cho Thục Vi nè. Em có thiệt bà nào mà mua ít đó, thiệt thòi gán chịu luôn. Lô này em về áo khoác là xuất sắc mấy chị luôn á. Rồi khoác vàng chị Hoài Linh nè. Hoài Linh khoác vàng nè. Nhanh tay có hàng giùm em. Phạm Thảo áo đỏ hả? Em hết màu đỏ mấy chị ơi, em còn màu đỏ cherry nha mọi người. Hoài Linh lên thông tin giùm em. Mấy chị chốt giùm em là đỏ cherry nha mọi người, hay là đỏ đô gì cũng được nha. Đây nè, em còn màu đỏ cherry nha mấy chị ơi, hay là đỏ đô giùm em nha. Rồi, bộ trong người nhà em là 58, bao nhiêu ký mặt cũng vừa hết trơn, 60 ký mặt cũng vừa, nhưng mà em hết màu cam rồi. Cái gì từ từ nè, Huỳnh Ngọc hả? Kìa, Huỳnh Ngọc kìa. Khắc vàng nè. Em không thấy comment của Huỳnh Ngọc. Chưa, em chưa có đọc lên tới anh ơi, em chưa có đọc lên tới anh, bình tĩnh. Anh còn nôn hơn khách luôn rồi đó. Lê Mơ 5 áo khoác nè. Lê Mơ 5 khoác nè. Khoác xám cho Nhi Nguyễn nè. Huỳnh Ngọc áo khoác vàng nè. Nhi Nguyễn nó xếp lấy xám dồn đơn cho Nhi Nguyễn nè. Em nói thiệt luôn nè, áo khoác về giày đẹp xỉu luôn á trời, tin em đi, em nói thiệt luôn á. Đỏ. Đỏ đô với vàng chị Huỳnh Ngọc nè, thêm cái đỏ đô nè. Thêm cái đỏ cherry cho chị nè. Ok luôn nè. Chị đợi em xíu lên bộ này lại cho chị nha. Bộ em còn nhiều màu mấy chị ơi, rẻ lắm. Lượng Nguyễn lấy một cái áo khoác đỏ nè. Đẹp quá trời luôn mọi người ơi. Rồi ok nè. Áo khoác để em xíu lên màu lại mấy chị ơi. Áo khoác nhà em có màu nè mấy chị, xanh đen hả mọi người ha. Trời ơi em này mặc xuất sắc luôn. Mấy chị muốn lấy mua bộ em lan man phải đợi em nha mọi người nha. Đợi bình tĩnh đợi em xíu. Phạm Thảo màu xám có chưa? Phạm Thảo màu xám nè. Rồi xám còn có một cái hết hàng đó chị ơi. Xám còn đúng một cái giùm em thôi nha. Đừng bỏ đen hả? Đừng bỏ đen mơ có lên mơ có đen không? Bỏ cái đen lại cho em đi. Rồi lên màu mới chơi. Nè. Em lên màu, em đang mặc là màu xanh đen quá chị nha. Trời ơi mấy chị coi cái đằng sau lưng này nó in cái chữ lên nổi quá chị nổi luôn. Xanh đen hả mấy chị? Màu đen nè. Cái màu tím mấy chị ơi, dễ thương xỉu luôn mọi người ơi. Cái màu tím này đẹp lắm mấy chị. Màu tím giùm em nè. Rồi màu xám nè. Màu tím màu xám nha. Màu kem. Em màu kem là xuất sắc luôn mấy chị ơi. Em màu kem là như hàng xịn vậy đó mấy chế. Em màu kem là như hàng xịn luôn. Em cho mấy chị coi cái màu tím pha xanh này nè. Cái màu tím pha xanh này là cực kỳ cân luôn nha mọi người nha. Rồi ok. Nhật Linh nè, nó đơn của ai dồn đơn chung nè. Rồi khoác vàng, em còn một cái vàng. Xám em còn một cái xám là hết hàng luôn. Vàng em còn một cái vàng. Ở vàng em còn ba cái vàng, em còn nhiều mấy chị. Ai lấy thêm vàng, chốt thêm vàng em nha. Vàng xám. Trời ơi, quá trời màu luôn mấy chị ơi.
đẹp quá đi á. Tím cho Nguyễn Anh Thư nè, cái tím pha xanh này đẹp cực kỳ luôn, có mấy cái nha mọi người. Cái tím pha xanh này có mấy cái nha, cưng lắm luôn, màu rất là sang luôn nha. Màu kem, màu kem, trời ơi cái form mấy chị ơi xuất sắc luôn. Màu kem, màu đen nè, màu tím nè, màu vàng và màu màu xám giùm em nha mọi người nha. Em đang mang là màu xanh đen, giá chỉ có 69.000 một áo khoác thôi mấy chị ơi. 69.000 giùm em nha mọi người nha, đẹp xỉu luôn. Nguyễn Lan Thanh một cái màu tím cuối nè, rồi hết tím nha mọi người. Tím có một cái, hai cái thôi mấy chị. Rồi, chế nào quá mẹ mới thiệt luôn. Chế nào mà mặt mà dạng như sợ dơ á mấy bà chế ơi. Lấy cho em cái màu xanh đen này đi. Thứ nhất là nó không có bị bắt nắng mấy chị. Sẽ ít bắt nắng hơn nha mọi người nha. Cái form đẹp lắm luôn. Phát sáng chị Phương Nguyễn nè. Rồi em dồn cái phát sáng này cho chế luôn là ngày mai đi đơn với nha chế Phương Nguyễn ơi. Phát sáng cho chị Phương Nguyễn nè. Rồi áo lẹ để em xíu chị Ngô Tuyền. Chị My Phúc Láo khoác vàng nè. My Phúc Láo khoác vàng nè. Chị Tí Mật Sữa cọc tiền cho em chưa chị Tí Mật Sữa ơi. Rồi em lên màu lại ha. Màu vàng nè. Màu xám nè. Màu đen nè. Màu kem nè mấy chị ơi. Dễ thương dữ lắm, dễ thương luôn. Trời ơi. Màu kèm số điện thoại giùm em liền nha. Trời ơi bà tí hoài luôn á. Cái tí của bà trời ơi nó thiệt luôn, tới lẻ luôn á. Con em giờ mới có bà 8 tháng à. Tí của bà nữa là nó thiệt luôn, nó 8 tuổi luôn á, 18 tuổi luôn á bà. Thi đại học luôn. Xong. Nè lên màu lại giùm em nha. Kem nè. Đen, xám, vàng, xanh đen. Rồi ai lấy màu nào chốt màu kèm số mấy em luôn. Rồi lên màu lại lần nữa là qua mẫu luôn. Mấy em này đẹp xỉu luôn mọi người ơi. Mấy em này mặc đẹp quá đi á. Rồi ok chưa. Chế lần này áo khoác nữa, chốt áo khoác giùm em nha. Rồi em lên lại cái bộ em đang mang cho mọi người nè. Xanh đen cho chút. Rồi chích chút nè, chích chòe. Trời đủ má đọc sao nó chích chút gì trời. Rồi ok chích chòe nè. 769.000 một khoác nè mọi người ơi. Vải đẹp xỉu luôn á chị ơi. Vàng á chị Mã Thị Hồng Nga. Ok. Ok bà Tí Mật Sữa nha, nhận được rồi nè. Rồi lên màu kèm số giùm em. Phát vàng dồn chị Hương Hương. Rồi hết vàng. Hương Hương cái vàng cuối nè, hết vàng luôn. Rồi bây giờ toàn xanh đen, đen và kem. Kem còn một cái cuối cùng. Kem còn đúng một cái duy nhất luôn. Màu kem tay rất là xinh luôn. Rồi em còn màu xanh đen và màu đen. Xám còn cái. Việt theo hả? Ê, đứa nào vào xài theo không vậy? Có nào xài theo không tụi bay ơi? Bộ em đang mặc nha mấy chị ơi, em còn nhiều màu lắm nè. Có 69.000 một bộ mấy chị nè. Màu đỏ giùm em nha. Màu đỏ nè. Màu vàng nè. Trời ơi mấy em này giờ mặc dễ thương lắm luôn. 69.000 mấy chị ơi, vải bao đẹp giùm em nha mọi người nha. Vải rủ xịn sò cho mấy chị luôn. Vải rủ cực kỳ rủ luôn nha. Màu vàng. Màu xanh biển mấy chị ơi. 69.000 một bộ bà trời ơi. Nãy giờ bán tượng 169.000 không luôn đó bà chế ơi. Form vải cho em bao ghiền nha mọi người nha. Em lấy cái này sao lên lấu lẻ cho mọi người luôn. Đây nè. Trời ơi mấy chị coi nè ha. Cái quần quá đã luôn đó mấy chị. Vải quá chị đã luôn. Rồi cái này mấy chị chốt em là màu hồng nè mấy chị. Cái này là phối hồng mà kiểu hồng nu cho mọi người nha. Hồng nó pha nu cho em luôn nên mà hồng rất là nhẹ luôn. Hồng cực kỳ nhẹ nhàng cho mọi người luôn nha. Màu hồng, màu đen và màu xanh. Hồng đen và xanh giùm em nha. Cái này mấy chế ơi. Ôi bộ này đẹp quá không. Đó, 69.000 giùm em nha. Đen nè mấy bà chế ơi, xanh nè. Cái màu xanh bạc hà này dễ thương xỉu luôn. Màu xanh min nè mọi người, nhìn sát giùm em nha. Xanh min luôn. Rồi ok. Ai à, thích màu nào mình chốt em màu đó kèm tính hội giùm em. Rồi em còn màu kem với lại màu xám là hết luôn. Nhiều màu lắm mấy chị ơi, mấy cái bộ này nhiều màu lắm, yên tâm giùm em luôn nha. Rồi. Bộ hai dây ngủ sexy nãy còn một bộ màu cam sữa nè mấy chị. À lấy cam sữa, chốt cam sữa giùm em luôn, còn đúng cái màu cam sữa cuối cùng. Mai bận đi nè, mai bận đi trong Thảo nè, mai bận đi. Rồi lên tiếp áo kiểu. Bộ đen chốt chị Nguyễn Nhi nha. 69.000. Đen chốt Nguyễn Nhi. Xanh vàng em chốt chị Phương Ngát vô. Trời ơi cái bộ này em nói là từ 40 tới 60kg mấy chị ơi, yên tâm giùm em luôn á. Xanh vàng cho Phương Ngát vô nè. Thì cái bộ này đẹp dữ dằn. Phương Ngát vô nè, ok nè. Rồi. Áo này em mới về lại cho khách nha. Trời ơi rẻ đẹp mấy chị ơi.
Cái này đúng tiêu chí ngon bộ rẻ đó rồi. Ngon bộ rẻ giùm em. Áo bánh bèo 45.000 một em. Trời ơi, em này về phố chân váy là hết sảy cô bảy. Em này mà lấy về mặc cho em chân váy là hết sảy cô bảy liền. Bữa nay quần tây lưng thun về hàng rồi nha mấy bà nha. Đợi em xíu, em lên liền. Em có màu xanh nè mấy chế. Màu xanh nè, màu trắng nè. Màu vàng, màu cam với lại màu kem. Màu nu á mấy chị. Rồi 45.000. 45.000 cái áo nha mấy chị nha. Trời ơi, ai tin được không trời. Trời ơi, tin được không mấy bà ơi. Không tin cũng phải tin luôn. Đẹp, quá xuất sắc luôn rồi. Rồi ok. Chốt em màu kèm số điện thoại nha mọi người nha. Áo màu trắng chị Huyền chế nè. Còn body em Nguyễn Nhi. Body có 69.000 chị đang sale nè. Mấy bà lấy cái body này đi với thầy cô. Body này em bữa mang tới 89.000 rồi nha mấy bà ơi. Nè màu đen nè, màu cam với lại màu hồng. Còn có 3 màu thôi à. Làm xuông nè, em còn mẫu hôm qua thôi nha chị ơi. Ủa set 2 dây quần. Set 2 dây quần vằn chứa lên bé. 58 mới trở lại mặc vừa giùm chị. Cái gì? Phương ngát vô ta cầm minh xanh vàng. Đọc đi. Trời ơi, người ta có lấy áo khoác đâu mà. Trời ơi. Qua mẫu từ lâu luôn rồi đó. Nhìn cái phương ép vô không thì không động não được hả? Xếp chập ly chú lên nha bà Thị Ly, em chú có lên xếp chập ly. Có đầm baby doll không chị? Đầm baby doll bà đợi em xíu đi, em coi nằm ở khúc nào em lên cho. Rồi màu xanh nè. Màu trắng nè. Màu cam nè. Màu kem nè. Màu vàng. Đó, 45.000 một áo giùm em thôi nha mấy bà chị nha. Trời ơi tôi tức ghê á, cái áo tôi mặc lên phong cho coi nè mấy mẹ ơi. Mệt mấy bà này ghê luôn vậy á. Mặc lên phong ghiền rồi đừng chốt lia lịa nghe. Có 45.000 thôi. Không phải 145 đâu. Mỗi bà ngồi bà suy nghĩ. Trời ơi suy nghĩ về nước Mỹ. Còn cam hết hàng này của ai nè. Dễ thương lắm mấy bà chế không tin em trời ơi. 45.000 giùm em nha mọi người nha. 45.000. Hôm nay em về thun phơm rộng luôn này kia với bà nhiều lắm nha. Rồi lên màu lại. Màu trắng nè mấy chế ơi, màu vàng. Trời ơi é. 45.000 mấy chế ơi. Quẹo lửa, quẹo lửa. Ngon bộ rẻ luôn. Phơm siêu xinh giùm em nha. Cái phơm này tầm 55-58 cái độ lại giùm em thôi nha mọi người ơi. Nè màu vàng nè mọi người ơi. Em nói thiệt luôn, cái mạc nhà này làm cái vải là mấy chị khỏi lo luôn, ghiền lắm, vải rất là đã luôn nha mấy chị ơi. Vải là cực kỳ xịn sò cho em luôn ha. Đây em về mấy chị vòi phối với cái quần bóng 55.000 của nhà em nè, thần thánh luôn. Cái quần bóng 55.000 mấy chế mặc hoài mặc quỷ luôn á. Rồi màu kem nha mọi người ơi. Màu cam đất giùm em luôn, xanh em còn cái mấy chị 45.000 một áo thôi nha. Trời ơi mấy cái em này mặc luôn xuất sắc luôn á trời. Vàng cho Nguyễn Anh Thư nè. Vàng cho Nguyễn Anh Thư nè, ok nè, vàng là 45 nè. 45.000 một em thôi mấy chế ơi, quá trời xinh xịn luôn. Đó, màu vàng, màu xanh, màu nu, màu trắng với lại màu cam cho em nha. Rồi còn 5 màu nè. 5 màu giùm em luôn, 45.000. Trời ơi, xinh chưa? Đó, bà chế nào lấy màu nào chốt em luôn. Thun rất tốt, hôm nay em biết em có về không nữa nè. Em chưa có biết nữa. Đợi em xíu em kiểm tra nha bà ơi.
Rồi ai lấy áo nữa, chút áo kèm sổ cho em luôn cả nhà. Qua mẫu. Đây xếp dập ly nè mấy chị. Xếp dập ly rằn ri nè. Đây xếp em này là 105.000 một xếp giùm em nha. Rồi hai màu trắng vàng chị Quyên Lu nè. Quần chị mặc hết rồi em ơi. Hết chị mặc, quần chị mặc hết rồi. Đâu rồi hai màu phải không? Trắng xanh là chị Quyên Lu nè. Rồi ok, vậy là hết luôn, hết trắng hết xanh luôn nè. Rồi, hai cái cuối cùng là chị Quyên Lu là hết hàng luôn nè. Áo đụ nè. Áo đụ là còn 3 nè. Áo đụ còn 3 nè. Cho mơ mơ nè. Quần chị mặc chị hết luôn rồi. Trời ơi, xem mày siêu xinh mấy chứ ơi. Cái quần dập ly giùm em nha mọi người nha. Áo hai dây bao cưng luôn, hot quá trời luôn. Cái đợt hỏi em về là cái quần nó là quần von nha mấy chị, đừng có so sánh nha mấy chị. Đợt này em về là cái quần là quần dập ly nè, mọi người nhìn kỹ giùm em nha. Mọi người nhìn kỹ cái set thiết kế này giùm em luôn. Bao là đẹp cho cả nhà nha cả nhà ơi. Quần của nó nè mấy chị nè, sang lắm luôn. 105.000 một bộ giùm em nha mọi người nha. Xị con này cho em là 87.000, lẻ là 105. Trời ơi má ơi nó đẹp nha mấy bà. Mấy bà nhìn nè. Bà nhìn cái quần đi. Trời ơi xuất sắc, em lên form. Em này là chuẩn hot girl luôn nha mấy chị đẹp. Chuẩn luôn á mọi người ơi. Vani cái này đẹp xỉu luôn nha Vani ơi. Rồi em lên form. Ba nè, Thục Vi nè, 105.000 bộ mấy bà ơi, đẹp dữ thằng. Yên tâm giùm em luôn, má ơi cái này phải lấy một bộ mặt thôi đẹp quá. Em về được có mười mấy bộ mấy chị ơi, không có nhiều nha mọi người. Không có nhiều nha, nên là chị nào nhanh tay thì có hàng, chậm tay hết hàng chán chịu luôn. Đẹp quá à. Trời ơi trời. Nhanh thì có, chậm thì hết nè. 105.000 mấy chị, số lượng có hạn nha mọi người nha. Đẹp lắm luôn, mấy chị không mua mấy chị tiếc. Hứa luôn. Em có thể nhìn cái quần nè mấy chị, hàng dập ly giùm em nha mọi người nha. Hàng này hàng dập ly. Vải rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Mặc cái bộ đồ lên sang xỉu. Mặc bộ đồ là sang xỉu luôn. Áo hai dây là chất rip nè mấy chị, xịn quá trời luôn, phố ren y hình giùm em luôn. Trời em mới thiệt luôn, có 105.000 bộ mấy bà ơi, đẹp quá trời. Trời ơi trời. Má ơi. Em nói thiệt luôn mấy chị ơi, cái quần đẹp quá trời đẹp luôn á mọi người ơi, cái quần đẹp quá trời luôn á. Bung và chế con bộ nè. 105.000 bộ mấy chị ơi, đẹp lắm luôn. Nè mấy chị nhìn cái dập ly của nó nè mấy chị ơi nè, mấy chị nhìn cái họa tiết của nó đi. Nhìn cái họa tiết một cái là biết hàng hot liền, hàng chuẩn liền luôn á. Quá trời luôn nè. Xuất sắc quá trời, xuất sắc luôn. 105.000 một bộ giùm em nha mọi người nha. Set rằn ri giùm em luôn. Ai lấy set rằn ri, chút set rằn ri kèm số giùm em luôn. Một màu duy nhất y hình nha mấy chị. Set nơ còn nha Khả Nhi ơi. Set nơ nhà chị nè. Em này mặc đi tiệc, mặc đi đâu, mặc đi chơi, xuất sắc luôn, hứa luôn. 119 mấy chị. Bây giờ set 2 dây thế này thôi nha, mẹ bán 105.000 rồi. Trong khi đó cái set này có 109.000, hơn có 4.000 thôi. Mấy bà mặc đi tiệc cho em nè. Đây, một cái áo nơ mấy chị về mấy chị chỉnh cột đẹp lại cho em ha. Thêm một cái quần tay đùi luôn. Màu đẹp lắm. Đây, màu cực kỳ cute giùm em luôn. Đây ha, cái này mấy chị mặc được 2 dán luôn. Mấy chị có thể mang đóng thùng vào cũng được nè. Không thích thì bỏ ra ngoài cũng được luôn. Nha, cái này dễ thương lắm luôn, mặc theo kiểu lả lơi đẹp xỉu. Màu gì ta? Màu hồng. Màu vàng, áo vàng, quần vàng nha mấy bà. Màu xanh là áo xanh, quần trắng. Màu hồng là áo hồng, quần hồng đậm giùm em. Bộ phi ngủ còn em. Bộ phi ngủ còn. Màu kem với lại màu nu. Mà lấy màu nào? Màu nào lựa lẹ đi bà ơi, để tao tính nói mày luôn rồi đó. Set baby doll dây 69.000 màu đen. Lấy em set baby doll dày 69.000 màu đen ok. Set nơ còn nè. Ok nè. Lấy set vàng với lại nu nè, như Khả Di nè, lên thông tin giùm chị luôn Khả Di ơi. Vàng với nu nè. Hai màu luôn, trời ơi mày đẹp quá à. Vàng nè. Nu nè. Màu xanh bao xinh nha mấy chế ơi, màu xanh là bao xinh luôn. Set bẹt vai quần đuổi chưa có về hàng em ơi. Set bẹt vai quần đuổi. Lê mơ nè, set bộ phi nè em. Set bộ phi nè gái ơi, trời ơi, rất là xinh luôn. Phi bao nha.
Còn có mấy bộ nè, lấy hết giùm chị luôn đi. Rồi bộ em đang mặc bộ dập ly mấy chị, 105 ngàn. Đẹp lắm luôn, tiền nào của đó mấy bà ơi. À lấy set vàng nơ hả, trời ơi tao đọc theo thơ là vàng nu. Một set vàng vàng thôi, bỏ set nu lại giùm em. Ok ok. Set vẹt vai vải đùi chưa có về hàng đó mọi người ơi. Trời ơi vải mới thật sự với mấy chị luôn. Cái này là hàng tơ kiến nha mọi người nha, hàng tơ kiến. Form siêu cân. Rồi lê mơ nè. Hết mũi chót nè, còn mấy bộ nè hết. Rồi tiếp tục giùm em. Cái bộ này nè, tặng nó luôn nè. Còn đứt chặt qua nè. Chưa? Có số điện thoại rồi phải không? Cả gì có thông tin rồi gái ơi, sorry. Set mặc nhiêu 105 nha Vani. Set đang mang 105, quần dập ly luôn, chị nói thiệt sự, set này đẹp quá trời luôn á. Chị lấy một set chị mặc luôn á, tại vì sang quá, chị sang không tin là cái set này giá 105 nghìn luôn mọi người. Cái quần quá đẹp luôn á chị ơi. Em nói thiệt cái quần là nó quá đẹp luôn á, không có còn gì để chê luôn á. Quá trời sang luôn nè, trời tuấn tinh luôn, trời nó đẹp quá trời. Đẹp xỉu luôn á. Ok, hàng em đi chưa? Vani hàng đi, ơ lộn, Hạnh Mỹ Nhon hàng đi rồi em. Set này quá xuất sắc luôn. Mấy bà thấy bà không lấy trời chú túc giùm mấy bà luôn, nó thiệt luôn, đẹp ơi là đẹp luôn. Trời ơi, tiền nào là của đó mọi người nhìn cái mặt của em đi mấy chị. Hàng shop. Hàng shop đàng hoàng luôn, hàng hàng chuẩn, hàng mà điện hàng thiết kế hot girl luôn á. Mà không lấy. Trời ơi. Set này đi cà phê đi chơi nè mấy chị ơi, rất là xinh luôn á trời. Đẹp quá. Vải nè mấy chị không? Trời ơi, siêu phẩm giùm em luôn. Rồi, cái này bạn lên mã tặng cho mọi người nè. Đây 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 đây. Nhi có cái tao có sơ mi này đẹp này Nhi. Có sơ mi này dễ thương này Nhi. Rồi, lên cho cái mẫu này. Tên tên áo phơm giấu quần. Hơi bị xinh luôn. Áo phơm giấu quần giùm em nha. Bao xinh luôn. Lấy em một set đang mặc cho su su. Tiền nào là của đó mấy chị ơi. Em lấy một set em đang mang luôn mọi người ơi. Nó sang xỉu giùm em luôn mấy chị. 105 ngàn một bộ thôi. Nhưng mà đẹp lắm luôn. Rồi lên cái này mã tặng mấy chị ơi. Em này nha mọi người nha. Hàng 3D. Ok, hàng này hàng 3D giùm em luôn. Vải cực kỳ đã luôn. Lên cho mấy chị cái mã tặng này. Giá 45 ngàn một em. Hàng 3D giùm em mấy chị đẹp nha. Trời ơi form nè. To đùng cách mạng luôn. Form to tổ mẹ. Về cho em được 4 màu. Đây, xỉ 33045 ngàn. Em nói thật sự luôn, vải đúng đẹp. Vải là đúng ghiền luôn nha mấy bà. Về mặc chung với em nè. Lên cái